Đây là quá trình chúng tôi treo lắp 3 bức tranh nặng cả hàng tấn cho biệt thự triệu đô tại Bình Dương. Với một bác khách dòng lòng yêu thích và mến mộ những tác phẩm tranh gỗ thủ công, thì bác ấy đã dành hẳn một thửa đất rộng tới 500m2, mặt sàn và để xây dựng thành một cái căn biệt thự 6 tầng chỉ để trưng bày đồ gỗ. Và sau 2 năm đặt hàng, chúng tôi đã hoàn thành 3 tác phẩm trong bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, gồm có Hẻm Hoa Dung, Hoa Đà Trị Thương và Tam Anh Chiến Lã Bố, theo đúng ý tưởng mà bác ấy muốn chúng tôi chế tác. Và ngày vào Bình Dương treo lắp cũng là lúc mà cả một cái công trường đang rất là hối hả để chuẩn bị hoàn thiện cho cái tiến độ về nhà mới. Và chúng tôi vừa phải thuê một cái xe cẩu rất là to để cẩu lên tầng 6 và vừa phải huy động thêm cả chục nhân sự để thêm tay hỗ trợ. Công việc thực sự là vất vả, nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà không có bất kỳ một cái sự cố nào xảy ra. Khi mà tác phẩm đã an vị, bác khách cũng cảm thấy rất là may mắn và thở phào nhẹ nhõm. Không gian trưng bày giống như là bừng sáng lên rồi. Và các bác có tò mò muốn biết bên trong biệt thự triệu đô này trưng bày những cái đồ gỗ gì không? Hãy cùng xem clip tiếp theo của chúng tôi nhé.